Ai cũng thắc mắc là khi yêu thì đàn ông hay phụ nữ sẽ sung sướng hơn. Để mình khẳng định một lần nữa nhé, chị em phụ nữ chắc chắn là thắng thế. Có 3 lý do chính. Đầu tiên đó là khi mà đang trong cuộc chơi thì các chàng thường phải liếc mây ngắm gió, tưởng tượng linh tinh để phân tâm bởi họ sợ về đích quá vội. Thứ hai đó là phụ nữ khi mà được chăm sóc thì luôn luôn nhắm nghiền mắt, tận hưởng trọn vẹn, không cho phép bất cứ điều gì làm phiền toái đến khoái cảm của mình. Hai lý do đó đã đủ rõ ràng để xác định ai sướng hơn ai, nhưng có một lý do thứ ba. Trong khi mà phụ nữ đang nhắm mắt đòi sung sướng thì các anh chàng lại lo sợ và tìm đến em Dung để chuẩn bị trang bị với combo bùa yêu. Combo này gồm cao xìn 100% tự nhiên, an toàn lành tính giúp chống lại tình trạng chạy nước rút, và kẹo nhất dạng ngũ dao để cuộc yêu thêm phê, đảm bảo là chuyện yêu êm đềm từ đầu đến cuối. Vậy nên nếu như muốn cuộc yêu thêm tròn đầy, các anh em hãy nhắn tin cho em Dung ngay nhé. Chỉ một vài viên kẹo thần kỳ và một chút cao xìn, đảm bảo là hành trình yêu của các anh sẽ kéo dài và đầy ngọt ngào cho mà xem.